Kính thưa cô chú và các bạn, Hồng Ngự ngày xưa là một vùng rộng lớn với hai bộ phận, phần cù lao gồm cù lao Cái Vừng, cù lao Chà Và, cù lao Tản Dù và cù lao Tây. Và Hồng Ngự đất liền gồm hai tiểu vùng, vùng Long An, An Phong và vùng Tam Thường. Dưới thời phong kiến, phần Hồng Ngự cù lao thuộc huyện Đông Xuyên, tỉnh An Giang, còn Hồng Ngự đất liền thuộc huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường. Sử sách ghi nhận tên gọi ban đầu của Hồng Ngự ngày nay bắt nguồn từ tên Hùng Ngự. Lâu dần, Hùng nói trại thành Hồng. Sách Đại Nam Thực Lục Chánh Biên cho biết, tháng 7 năm Gia Long thứ 12, 1813, vua Cự Cai Cơ Trương Phước Quyền quản thủ ba đạo Thăng Châu, Chiến Sai và Hùng Ngự. Tên gọi Hùng Ngự bắt đầu từ đây. Trước đó, để phòng thủ và giữ yên vùng biên cương phía Nam, sau khi thu phục được đất Gia Định, tức Nam Kỳ, Nguyễn Ánh cho thiết lập hệ thống đồn thủ ở dọc theo biên giới. Ở cửa ngõ sông Tiền, đạo Tăng Châu kiêm quản hai thủ Hùng Thắng và Chiến Sai. Tên thủ Hùng Thắng chính là tiền nhân của tên Hùng Ngự. Triều Nguyễn đặt chức quản thủ để Cai Cơ quản vùng đất này. Thường thì vị quản thủ được cử đến đây trấn nhậm sẽ được giao nhiệm vụ kiêm quản cả ba đạo thủ Tăng Châu, Chiến Sai và Hùng Ngự. Kể từ năm 1792 cho đến cuối triều vua Minh Mạng, sử sách còn lưu danh các vị từng kinh qua chức vụ này. Khâm Sai Cai Cơ Nguyễn Đức Thành 1792, Cai Cơ Trương Phước Quyền 1813, Khâm Sai Cai Cơ Hồ Văn Thất 1817, Khâm Sai Cai Cơ Võ Văn Sáng 1817, Ngoại ủy quản cơ Lê Văn Chánh 1826 và Phó Vệ úy Đặng Phước Cần 1829. Đầu đời Gia Long, thủ sở của đồn thủ Hùng Ngự đặt tại địa phận sông Đốc Vàng Thượng và Đốc Vàng Hạ. Nơi này về sau, nhân dân lập đền thờ Thượng tướng Quận Công Trần Văn Năng gọi là Dinh Ông Đốc Vàng đến năm 1818. Vua Gia Long lệnh cho đạo thủ Tăng Châu và hai đồn thủ Hùng Ngự Chiến Sai về lên sát biên giới. Thủ sở Hùng Ngự mới đặt tại Bảo Hùng Ngự. Vị trí bảo này nằm ở cửa dưới phía đông sông Hiệp Ân, tức sông Sở Thượng. Năm 1837, vua Minh Mạng cho nơi này làm chỗ thu quân thuế. Năm 1841, vua Thiệu Trị cho đắp thành đất, sử dụng đến năm 1848. Về sau, chánh quyền Sài Gòn cho xây dựng quận Hồng Ngự và ngày nay là khu Mekong Resort. Song song với việc dời thủ sở Hùng Ngự, năm 1819, vua Gia Long tiếp tục cho dời thủ sở Thông Bình từ thôn Vĩnh Thạnh, nay thuộc huyện Vĩnh Hưng, Long An, đến sông Vàm Dừa, tức sông Sở Hạ. Cho đến năm 1836, vùng Hồng Ngự đất liền nằm trong thôn An Long và một phần An Phong, tổng Phong Thạnh, huyện Kiến Đăng, sau là Kiến Phong, tỉnh Định Tường. Di tích còn lại của thôn An Phong ngày nay là đình An Phong. Hiện còn lưu giữ được 6 đạo sắc phong, với đạo sắc sớm nhất được cấp vào năm 1845 dưới thời vua Thiệu Trị. Đến năm 1838, để lập phủ Kiến Tường, huyện Kiến Đăng, tách tổng Kiến Phong ra và nâng lên thành huyện Kiến Phong, vùng Hồng Ngự đất liền, trừ phần đất Tam Thường thuộc huyện Kiến Phong, vùng đất Tam Thường vẫn do An Giang cai quản, đến năm Thiệu Trị thứ tư, 1844, mới giao lại cho huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường quản lý. Vùng Tam Thường chuyển giao cho tỉnh An Giang, thuộc quản hạ của huyện Đông Xuyên. Ở vùng này thành lập ba thôn Thường Lạc, Thường Phước, Thường Thới. Đến nay
Dấu tích còn lại của các thôn này là một số đình thần như đình Thường Lạc, được xây dựng vào năm 1822 với sắc phong tự Đức Ngũ Niên 1852, đình Thường Phước xây dựng năm 1883 với sắc phong do vua Bảo Đại cấp. Vùng Cù Lao khai phá thời Gia Long thành lập được 3 thôn: Long Thuận, Phú Thuận, Long Khánh. Trong đó, thôn Long Khánh thành lập sớm hơn, đến năm 1830, đình làng được xây cất thời Thần Hoàng Bổn Cảnh, được vua Tự Đức ban sắc phong vào năm 1852, trừ Cù Lao Tây, thành lập thôn Tăng Hưng, về sau phát triển thành 3 làng: Tăng Huệ, Tăng Quới, Tăng Long. Theo các tài liệu cổ cho biết, dân cư buổi đầu nơi vùng đất này phần nhiều là dân lưu tán, có nhiều nguồn gốc, đến từ nhiều địa phương khác nhau, nhưng nhìn chung phần lớn là những người can trường, có khí phách, không khuất phục bất công, áp bức. Tinh thần này truyền đến cho thế hệ sau, tạo nên nét duyên của cư dân miền biên giới. Ngoài những đợt di dân tự phát và những chuyến di cư tại chỗ, trong tiến trình khai hoang lập ấp, Đồng Tháp nói chung, Hồng Ngự nói riêng còn tiếp nhận nhiều đợt di cư cơ chế mà phần lớn là dân nghèo được chiêu mộ, binh lính và một số tù phạm đến khai phá trong các đồn do triều đình lập ra. Song song với công cuộc khai hoang để giải quyết cuộc sống trước mắt, trong khi đất chưa thuần thục, lưu dân tiến trình khai thác lâm thị sản. Do địa thế bồn chủng của Đồng Tháp 10, nhất là khu vực ven sông Tiền, sông Bát Chiên, nay là sông Vàm Cỏ Tây, ở hai trạch Hầu Diện Thượng, Hầu Diện Hạ là những khu vực tập trung vô số cá tôm, nhất là vào mùa nước rút. Theo các sách cổ như Gia Định Thành Thông Chí và Đại Nam Nhắc Thống Chí, Lục Tỉnh Nam Việt từng đề cập đến sự phong phú, đa dạng của lâm thủy sản Đồng Tháp 10 nói chung, Hồng Ngự nói riêng, nhất là tôm cá. Chính nguồn lợi thủy sản phong phú này đã góp phần quy định loại hình sinh hoạt, kinh tế ngay từ buổi đầu khai hoang lập ấp. Trước khi canh tác lúa trở thành nguồn huê lợi chủ yếu, đã có một thời gian khá dài, cư dân địa phương chuyên nghề khai thác cá. Đến năm 1836, toàn vùng có tới 1.070 miệng đìa, thôn An Long chỉ có 31 thửa ruộng, 87 thửa đất trồng khoai đậu và 32 mảnh vườn, như có tới 300 khẩu đìa. Riêng hai con sông, sông Sở Thượng, sông Sở Hạ, sở dĩ mang tên này vì trên đó phân thành 68 đoạn để cho đấu giá khai thác cá, gọi là sở thủy lợi, chia thành hai sở, sở trên tức sở thượng, sở dưới tức sở hạ, và ghi vào văn bản bằng chữ Hán là Hầu Diện Thượng và Hầu Diện Hạ. Mặt giòn thượng hạ song song, Hầu Diện Thượng hạ chữ trong bộ làng, tiếng kêu hai xứ rõ ràng, sở trên sở dưới muôn ngàn đông dân. Và cũng chính vì nghề khai thác cá ở đây đã đưa đến việc nhà nước quân chủ lúc bấy giờ phải cấp sắc phong Đại Càn Quốc Giang Nam Hải, bên cạnh sắc phong Thành Hoàng Bổn Cảnh do các thôn chuyên nghề cá ở Hồng Ngự và Đồng Tháp 10, để nhân dân các thôn này thờ vị thần linh của nghề với tục cúng cầu ngư. Cầu ngư cá sông, cầu ngư cá đồng, không phải là cầu ngư của nghề cá biển. Qua sắc phong Đại Càn Quốc Giang Nam Hải và lịch sử cư dân Đồng Tháp 10 nói chung, ta có thể nói rằng tín ngưỡng thờ bốn bà Đại Càn ở đây là một dạng tín ngưỡng ngư nghiệp. Tín ngưỡng này được hình thành trong quá trình giao tiếp văn hóa giữa các dân tộc Việt, Chăm, Hoa. Đến thời thuộc Pháp, nguồn lợi cá vẫn được quan tâm đặc biệt. Năm 1903, quận Hồng Ngự bán ra 31.700 tạ cá tươi, 7.200 tạ cá khô và 3.500 tạ mắm. Sau đó,
có thể hình dung được phần nào về mức độ dồi dào, phong phú của nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở vùng Hồng Ngự vào đầu thế kỷ 20. Thưa các bạn, ngày 19 tháng 12 năm 1929, toàn quyền Đông Dương ký nghị định thành lập quận Hồng Ngự thuộc tỉnh Châu Đốc, gồm 27 làng thuộc 3 tổng, trong đó có 17 làng thuộc Hồng Ngự. Đến đây, lần đầu tiên tên gọi Hồng Ngự được xuất hiện trên văn bản với tư cách là đơn vị hành chánh cấp quận. Như vậy, từ tên một đồn thủ có chức năng biên phòng và quan thế đã chuyển hóa dần, Hồng Ngự đã trở thành Hồng Ngự. Rồi địa danh Hồng Ngự từng bước được dùng để chỉ cả một khu vực rộng lớn vùng Hồng Ngự, bao gồm thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng. Trải qua hơn 2 thế kỷ, vùng đất Hồng Ngự ngày nay chính là sự kết tinh, mồ hôi và xương máu, trí tuệ và bản lĩnh của nhiều thế hệ người địa phương, bắt đầu từ khai thác nguồn lợi tự nhiên, rồi sản xuất nông nghiệp, từ bảo vệ cương vị lãnh thổ thời phong kiến đến cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, chống Mỹ. Người Hồng Ngự đã cùng với cả dân tộc bước vào thời đại mới, viết thêm những trang sử mới cho Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa cô chú cùng toàn thể các bạn, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến năm 1976, Hồng Ngự trở thành huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp. Do nhu cầu phát triển, năm 1989, huyện Hồng Ngự chia tách thành huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng. Đến năm 2009, huyện Hồng Ngự tiếp tục chia tách thành thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự. Như vậy, vùng đất Hồng Ngự bao gồm thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng ngày nay. Những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các huyện thị vùng Hồng Ngự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kết cấu hạ tầng phát triển nhanh, lĩnh vực văn hóa xã hội tiến bộ đáng kể. Nhìn chung, người dân Hồng Ngự được hưởng ứng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa khá tốt. Hệ thống chính trị của 3 huyện thị vùng Hồng Ngự có sự củng cố và kiện toàn, phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của người dân. Ngày 15 tháng 10, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hồng Ngự, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Video tạm kết thúc. Kính chúc cô chú cùng toàn thể các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.